Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà nông nguyên của mình nha. À, có rất là nhiều anh em à, mới lần đầu nuôi heo rừng á thì có hỏi mình á, là những cái dấu hiệu nào để mà chúng ta biết là đàn heo của của mình nó bị dính dịch tả châu Phi. Và nguyên nhân nó từ đâu nó ra. À, hôm nay thì mình thấy cái dịch tả châu Phi này á, các bạn thì nó đã hai ba năm rồi nói chung là nó bùng phát hai ba năm trở lại đây thì rất là mạnh à, đặc biệt là ở đà nẵng của mình cách đây hai năm các bạn bùng phát rất là ghê gớm luôn và đã gây thiệt hại rất là nhiều à, hôm nay thì mình cũng làm cái video này để chia sẻ cho những anh em à, mới nuôi lần đầu nhé còn những anh em nào đã biết rồi thì mọi người có thể bỏ qua video này ngày hôm nay À, thế mình á, thì dịch tả châu phi á, là nó được à, lây nhiễm do một cái loại virus và có nguồn gốc nó từ châu phi á, các bạn heo nào dù lớn dù nhỏ gì cũng nó cũng gặp được nó cũng xâm nhập được thấy các bạn và nó có khả năng là nó lây lan nhanh vô cùng luôn à, hiện tại á, thì mình thấy á, cái số đàn heo mà nó đã nhiễm cái dịch tả châu phi á, thì nó chết hình như là lên tới 99,9 mươi chín rồi các bạn có những trang trại nó bị chết khá gần hết luôn còn lại một con hoặc là hai con đó cho nên là mình thấy nó chết rất là khủng à, virus này nó tồn tại và nó có sức đề kháng rất là cao cho nên là khả năng là nó lây lan và kéo dài và phòng vi cái lãnh thổ mà để nó cho nó lây lan thì rất là rộng lớn nha các bạn và các bạn biết là con virus này á, nếu mà nó đã xâm nhập vào trang trại của các bạn á, thì nó sẽ tồn tại từ 3 đến 6 tháng hoặc là thậm chí là nó sẽ hơn tùy vào cái nhiệt độ à, của trang trại của các bạn nếu nhiệt độ trang trại của các bạn mà càng thấp thì nó sẽ tồn tại rất là lâu còn ở đăng trại của các bạn mà các bạn vệ sinh thường xuyên sạch sẽ à, phun thuốc khử trùng những đồ trùng trại thì nó sẽ tồn tại từ 3 đến 6 tháng ở nhiệt độ thường nếu bạn còn ở nhiệt độ cao từ 50 độ hay là nhiệt độ mà còn cao thì nó sẽ càng mau chết sớm thôi. Cho nên là nếu các bạn mà đã dính á, thì các bạn nên à, vệ sinh chuồng trại à, thường xuyên, các bạn rải vôi á. thường xuyên, phun thuốc thường xuyên thì các bạn sẽ sớm được diệt được nó. Còn nếu các bạn mà vệ sinh chuồng trại thì nó sẽ tồn tại khá là lâu nha. À, bệnh này bệnh dịch tả châu phi các bạn thì nó sẽ lây lan qua các con đường tiêu hóa và hô hấp và có thể là nó sẽ lây lan qua trực tiếp hoặc là gián tiếp heo heo với nhau những đàn heo con heo này nó nhiễm thì nó sẽ lây qua trực tiếp với nhau còn không thì nó sẽ lây lan qua là chuồng trại rồi đồ, đồ dùng à, ví dụ như các bạn áo quần của các bạn đi chợ về mà các bạn đã đến những cái cưa cái đến cái những cái cái chỗ cái mà người ta bán thịt heo á mà người ta bán thịt heo đó thì heo mà gặp heo bệnh nhé mà các bạn đứng đó thì virus nó sẽ có thể là nó sẽ bay vào trong áo quần của các bạn và khi các bạn về nhà các bạn đi vào trang trại của các bạn thì virus nó sẽ sang lai like sang qua cái đàn heo của các bạn thì nó sẽ dính rồi thứ hai nữa là do phương tiện vận chuyển thì các bạn mua heo ở bên ngoài các bạn về nhập về trại các bạn nuôi mà trúng là những con heo mà nó đang dính dịch hoặc là khi mà di chuyển á, thì trên xe xe nó dính dịch các bạn thì nó sẽ lay qua con heo đó và khi thả vào trong đại của bạn thì virus nó sẽ phát tán ra rồi tiếp theo là qua cái chế biến thức ăn ví dụ như là ta chữa nước thừa từ các nhà hàng quán xá về các bạn cho heo ăn thì heo của bạn nó sẽ bị lai vì nó sẽ bị nhiễm cho nên là nói chung là virus thì nó rất là nhỏ cho nên là chúng ta không có thấy được thì nó sẽ có thể là nó sẽ lai lan trong không khí này nó sẽ bay trong không khí trong những cái gió các bạn những luồng gió mạnh thì nó sẽ bay cho nên là các bạn mà đang nuôi mà các bạn cần phải là chúng ta cần phải rào lại nha các bạn mua lưới các bạn về các bạn rào lại à, che chắn lại cho đỡ gió nha các bạn đặc biệt là ở trong cái mùa này thì ở miền trung của mình đặc biệt là ở đà nẵng của mình nó đang rất là hốt các bạn cho nên là các bạn cẩn thận hết sức nha rồi tiếp theo là mình sẽ nói về thời gian ủ bệnh của dịch tả châu phi thì thời gian dịch tả châu phi các bạn thì riêng mình á, trang trại của mình đã dính một lần rồi nên là thời gian mà nó ủ bệnh từ 3 đến 15 ngày nha các bạn mà mình thấy thường là từ 3 đến 4 ngày là con heo của các bạn nó sẽ nó sẽ thể hiện nó rất là rất là dễ thấy luôn nó sẽ đi đứng nó khó ha là mình nói với các bạn xong là xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem một cái video à, của một người anh à, đã gửi cho mình xem và các bạn mình sẽ cho các bạn cùng xem luôn nha Rồi à, thêm mình được tìm hiểu của các bạn thì nói chung là dịch tả châu phi này nó có bốn cái trường hợp nha các bạn. Nhưng mà mình nói chung chung nha các bạn. Khi mà con heo của các bạn nó bị nhiễm nhiễm dịch tả châu phi á thì nó sẽ có hiện tượng là sâu cao và nhiệt độ từ 40 đến 42 độ ha. rất là nóng luôn nha các bạn các bạn mà rờ tay vào cái da là các bạn sẽ tưởng tượng được nó rất là nóng và trong cái khoảng từ 2 đến 3 ngày thì con heo của chúng ta nó sẽ nằm một đống luôn nó nằm nguyên luôn và nó lười đường vận động và nó cũng không thích ăn nữa các bạn chỗ nó chỉ thích nằm ở chỗ nước thôi nó gần nước thôi nó uống nước thôi vì nó khác các bạn vì nó sốt thì nó sẽ khát nước thứ hai nữa là cái vùng da của nó màu trắng và nó sẽ chuyển sang màu tím hoặc là màu đỏ ha các bạn à, heo rừng đối với heo rừng các bạn thì các bạn vì cái màu lông lông của nó dài thứ hai là cái màu da của nó thì các bạn thấy màu đỏ hoặc màu tím thì các bạn rất là khó thấy chỉ các bạn mà thấy nó thì các bạn à, dưới cái vùng bụng thôi các bạn sẽ thấy còn như phía trên thì hầu như là chúng ta khó khó thấy còn đối với heo heo trắng heo ta thì các bạn sẽ rất là dễ thấy vì màu trắng mà nó ứng lên màu hồng là mà các bạn sẽ thấy liền rất là dễ ha. và tiếp theo là À, những con heo đó nó sẽ đi à, nó sẽ đi bất thường nghĩa là lúc lúc mà mình khỏe thì nó sẽ đi nhanh nó sẽ đi nhanh hoặc là nó chạy nó nhảy còn một lúc mà nó sẽ dính bệnh các bạn các bạn nó, nó sẽ đi cái kiểu mình nó như là nó bị chân nó bị thiếu canxi si vậy nó đi nó nhào tới nó nhào luôn nó nhào tới nhào luôn và nó té lên té xuống té lên té xuống ở, ở video thì mình sẽ gửi cho các bạn xem nha rồi tiếp theo đó là con heo của chúng ta nó sẽ thở khó nó viêm mắt các bạn mắt của nó, nó sẽ mờ dần mờ dần và nó sẽ không thấy đường nữa và nó thở thở gấp và nó nâu nó mửa rồi nó tiêu chảy hoặc là nó bị táo bón các bạn và ngồi ra thì nó sẽ có nước bột lẫn máu và một số biểu hiện như là nó sẽ thần kinh các bạn nó giật giật giật, giật vậy con heo của chúng ta khi mà nó nhiễm thì nó sẽ chết ngày thứ ba thứ tư cho đến ngày thứ 14 nha các bạn nói chung là dao động từ ngày thứ ba thứ tư thứ 10 đến thứ ba thứ năm tới ngày thứ 14 là nó cũng sẽ cháy thôi nói chung là nó đã dính thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ cháy à, trong trường hợp mà đang những con heo mà nó đang mang thai các bạn thì nó sẽ bị sải thai nói chung là nó nằm nó rơi, nó té đây nó té xuống là nó nằm và tỷ lệ nó sẽ thả sải thai và tỷ lệ nó chết là hầu, như là một trăm phần trăm nói chung là nó không dính cho nên là đã dính vào là chắc chắn là chết trăm phần trăm luôn à, nếu các bạn mà khi mà các bạn thấy những cái trường hợp đó thì các bạn nên tách cái đàn heo của mình ra nha rồi nếu lượng nếu những cái con heo mà nó nhiễm rút nhưng mà nó không có triệu chứng hay là nó hay là nó khỏi bệnh thì trong cơ thể nó sẽ vẫn tồn tại con virus và nó ở trong đó suốt đời nha các bạn khi mà con heo, con heo của các bạn của các bạn thấy nó ở nhau chúng ta nhóc chung với nhau nó, nó tiếp xúc với những con heo bệnh nhưng mà nó không nó không có biểu hiện gì cả nhưng mà hoặc là nó đã khỏi bệnh rồi nó dùng mà cái sức đề kháng nó cao thì nó vừa cùng qua con virus đó thì nó sẽ khỏe bình thường à, tuy nhiên á, là con virus nó, nó sẽ vẫn ở trong đó các bạn nếu các bạn mà để là các bạn nuôi thì chắc chắn luôn là nó sẽ năm sau là nó sẽ lây nếu các bạn để cho nó nó nhảy con heo của các bạn thì sang năm chắc chắn là nó sẽ lay like cái đàn heo của các bạn cho nên là các bạn phải à, nếu mà con đó nó vượt qua thì các bạn à, một là các bạn à, làm thịt hay là các bạn à, cả nó đi ha đó là những cái cái biểu hiện nha các bạn mình nói sơ sơ cho các bạn xem thôi nha rồi bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem một cái video à, mà con heo nó bị nhiễm dịch tả châu phi À, của một người anh ở thành phố hồ chí minh có gửi cho mình đây các bạn nhìn thấy con heo này các bạn thấy các bạn thấy không nó đi rất là khó đây các bạn thấy là nó đi nó đứng lên nó đi cái chân nó rung rung nó nó lắc lắc các bạn thấy không đúng không đó cho các bạn nhìn thêm các bạn thấy chưa nhìn rất là tội luôn đứng lên mà nó đi không nổi luôn các bạn đó cho các bạn xem để các bạn thấy nên là các bạn phải phòng tránh cho nó trang trại của mình nha các bạn à, mùa này thì các bạn biết rồi ở đà nẵng của mình bước vào mùa nắng mưa thì điều kiện rất là thuận lợi để mà virus nó phát triển cho nên là các bạn phải cẩn thận hết sức rồi tiếp theo là mình sẽ cho các bạn xem thêm tiếp đây khi mà nó nó đi rồi nó té nó đứng rồi các bạn thấy là nó là hai lại cái chỗ mắng nước nó nằm đây các bạn thấy không nó lại chỗ bắn nước nó nằm thôi nó uống thôi bởi vì nó đang xấu các bạn xấu từ 40 đến 42 độ thì nó sẽ rất là khác nước đó cho đây là các bạn thấy nó nằm chỗ nước không à nó nó dầm nó dẫm nước luôn và nó đi cũng đâu có được đâu các bạn nếu chân độ nó đâu đâu có đi được rồi các bạn thấy chưa để cho các bạn xem để các bạn thấy cái kinh khủng của dịch tả châu phi rồi tiếp theo là mình sẽ cho các bạn xem một cái trường hợp đó là khi làm thịt ra cho các bạn ảnh tưởng là con heo này nó nó bị đau gì đó anh làm thịt thôi các bạn đó các bạn thấy chưa khi mà làm thịt ra các bạn thấy không màu đỏ khi mà bình thường á màu lông thì các bạn không có thấy đâu hay rừng thì các bạn rất là khó thấy mà khi các bạn thấy ảnh làm à, làm thịt ra không các bạn thấy không màu đỏ nó cả người đó luôn đó các bạn thấy kinh không rất là kinh nha thì ảnh gửi qua cho mình chia buồn với ảnh và mình nói là heo của anh đã đang bị tả châu phi thì đúng y như vậy luôn thì trang trại của ảnh đã chết gần hết luôn hết luôn các bạn chỉ còn một con duy nhất thôi cho nên là cầu một con thì cũng phải mình sẽ gã nó đi hoặc là mình làm thịt thôi các bạn ta sẽ vệ sinh chuồng trại và chúng ta rải vôi khử trùng và để vài tháng thì chúng ta sẽ bắt đầu nuôi lại nha rồi mình chia sẻ cho các bạn những dấu hiệu mà heo nó dịch tả châu phi à đến đây kết thúc rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha à nếu các bạn nào mà bị dính rồi ấy, thì mình xin chia buồn với các bạn và chúc cho tất cả các bạn à, có một cái mùa này chúng ta cẩn thận hết sức và chúng ta vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và đặc biệt là chúng ta tránh cho người khác vào thứ hai nữa là chúng ta đừng có có nên nhập heo vào để mà chúng ta nuôi nha hạn chế và hầu như là cấm tuyệt đối luôn và để qua cái mùa nắng các bạn có nghĩa là qua tết thì các bạn nên rồi các bạn chúng ta hãy mua về chúng ta nuôi ha rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay chúc cho tất cả các bạn có một ngày cuối tuần được nhiều niềm vui dồi sức khỏe và tiếp tục phát triển cái niềm đam mê của mình đó là nuôi heo rừng nha xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo